Còn cả rừng chim nữa. Đúng rồi, nhiều cây cảnh giống nhau. Nhà bà Hậu có nhiều cây cảnh giống nhà ông bà ngoại Hồng Nhung thế nhờ. Đúng không con? Đúng. Đấy, con ra con ngắm đi, ngắm đi. Ngắm nhiều vào đi. Ngắm nhiều vào. Ngắm nhiều cây cảnh vào. Con đi đâu ấy? Lại đi ở ướt chân à? Ướt chân à con? Con quay lại đây xem nào. Con được quay lại đây xem nào. Để bố xem chân nào. Quay lại đây xem chân nào. Thế thì như kiểu nhiều cây cảnh giống nhà ông ngoại nhá. Con nhà. Nhà nhiều cây cảnh giống nhà ông ngoại thế. Nhờ chi tiết ở trên này à. Nhí đi đâu đấy? Nhí đi đâu đấy? Ra xem mèo à? Xem mèo nó chạy đâu à? Úi giời, mèo chạy hay quá nhỉ? Úi giời, mèo chạy nhỉ? Hai anh em chào bà chứ à? À rồi, ngoan lắm. Hai anh em chào bà. Đấy. Đấy, con mèo đó. Đấy, hay không? Úi giời, mèo hay nhỉ? Mèo kêu hay nhỉ? Anh đi nhỉ? Đi nhỉ? Úi giời, nhí nhảy kìa. Úi giời, nhí nhảy kìa. Nhí nhảy kìa. Nhí nhảy hay nhỉ? Xem gì? Xem gì? Xem gì? Ô, kệ nó. Xem gì? Đừng đi ra nắng nhá. Đừng ra nắng nhá. Tránh nhà ô tô nó lùi. Ô tô nó lùi vào. Hai anh em nhảy hay quá nhỉ? Con nhảy đây luôn. Ô, nhảy thử xem nào. Nhảy đi xem nào. Bùm. Đến lượt anh đi xem nào. Bùm. Trèo tiếp, trèo tiếp, trèo tiếp. Đúng không? Ở đâu? Con lại nhảy tiếp hả? Úi người hay quá nhỉ. Úi người hay quá chuông à. Tám mười ba. Nó bị nhốt chuông à? Thế à? Úi giời, bắt mèo quá. Để cho nó bắt chuột chứ. Để cho bắt chuột chứ. Đâu? Con mèo đâu? Mèo đâu? Mèo kêu hay nhỉ? À, mèo kia nó chui tít trên này à. Mèo chui tít ở trên này à. Chưa hay nhỉ. Hay nhỉ. Ừ, kiểu gì mà kiểu buồn cười thế. Anh đi sửa cho em đi. Anh đi sửa cho em đi, phải nó vào mũi. Kiểu gì buồn cười thế. Kiểu hề à. Kiểu giống đeo kính à. Giống kiểu đeo kính nhà chú. Kính nhà chú.